Sáng ngày 8 tháng 3, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo quản lý nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ. Đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hồ Đức Phước ghi nhận sự vất vả của các cán bộ nữ vì vừa phải đảm nhiệm công việc của cơ quan đơn vị, vừa chu toàn công việc gia đình. Tuy nhiên, lãnh đạo bộ rất phấn khởi khi các cán bộ công chức nữ của ngành tài chính đã vươn lên, giữ nhiều vị trí lãnh đạo, có chuyên môn giỏi, thông minh giỏi việc nước đảm việc nhà luôn là niềm tự hào của ngành tài chính thay mặt cho lãnh đạo bộ bộ trưởng hồ đức phước trân trọng gửi tới các cán bộ nữ ngành tài chính lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống bộ trưởng khẳng định lãnh đạo bộ tài chính luôn quan tâm đến các cán bộ nữ ở vị trí công tác nào cũng mong muốn chị em phát triển vươn lên dành những điều kiện tốt nhất có thể để các cán bộ nữ phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như phát triển trong nghề nghiệp thay mặt toàn thể cán bộ nữ lãnh đạo quản lý và cán bộ nữ toàn ngành tài chính phát biểu tại buổi gặp thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của đồng chí bộ trưởng cũng như các đồng chí trong ban cán sự đảng lãnh đạo bộ tài chính đối với chị em phụ nữ toàn ngành tài chính nói chung và đối với cán bộ nữ lãnh đạo quản lý nói riêng thứ trưởng vũ thị mai cũng mong muốn lãnh đạo bộ tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ trong thời gian tới tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ nữ bộ tài chính phấn đấu đồng thời nghiên cứu có thể có nghị quyết về công tác cán bộ nữ trong đó làm rõ định hướng về công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ qua đó đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của công việc trong thời gian tới